Không nằm ngoài dự đoán, Arsenal đã tung ra sân phần lớn là những cầu thủ ở đội hình 2 cho trận đón tiếp Bodo Glimt. Một chiến thắng nhẹ nhàng đã đủ để pháo thủ tiếp tục có ưu thế trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp ở Europa League. Việc cắt đi những trụ cột ở trận đấu này cũng cho thấy quyết tâm của thầy trò huấn luyện viên Arteta cho màn đón tiếp Liverpool trong trận cầu Super Sunday của vòng 10 giải Ngoại hạng Anh. Sau 8 lượt trận, Arsenal đang vững vàng ở ngôi đầu với 7 trận thắng và chỉ có 1 thất bại. Tuy nhiên, những đối thủ mà đội bóng thành London đã vượt qua đều chưa phải những tên tuổi lớn. Bởi vậy, cuộc chạm trán với Liverpool sẽ là thước đo chuẩn mực cho sức mạnh của pháo thủ thành London lúc này. Sau những chệch choạc đầu mùa do vấn nạn chấn thương, Liverpool đã có dấu hiệu hồi sinh. Giữa tuần qua, The Kops tiếp tục có thêm chiến thắng 2-0 trước Rangers, qua đó vượt lên giành lấy vị trí thứ 2 của bảng A, vòng bảng Champions League. Tại giải ngoại hạng, Liverpool mới chỉ có 2 trận thắng và có tới 4 trận hòa sau 7 lượt đấu. Điều này đã khiến Quỷ Đỏ vùng Merseyside dậm chân tại vị trí thứ 9. Cuộc chiến giữa Arsenal và Liverpool bởi vậy sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến thứ hạng Premier League năm nay, bởi nếu xảy chân thì Man City sẵn sàng trừng phạt những sai lầm của cả hai đội bóng trong cuộc đua vô địch. Với việc đã để hầu hết trụ cột nghỉ ngơi trong trận đấu giữa tuần với Bodo Glimt, huấn luyện viên Arteta sẽ có trong tay đội hình mạnh nhất ở trận đấu tới. Với phong độ ổn định trong thời gian gần đây, Gabriel Jesus sẽ trở lại ở vị trí cao nhất hàng công và sau lưng anh là nhạc trưởng Odegaard. Bên kia sân, Liverpool đã có đầy đủ trong tay lực lượng trụ chốt. Rất có thể với tính chất của một trận đấu quan trọng, huấn luyện viên Klopp sẽ để bộ ba Salah, Nunez và Diaz đá chính trên hàng công nhằm tìm kiếm một trận thắng. Liverpool tỏ ra áp đảo Arsenal ở thống kê đối đầu khi họ thắng tới 4 trên 5 lần gặp gần nhất và không một lần để thủng lưới. Tuy nhiên, phong độ của The Kops lúc này tại giải Ngoại hạng Anh là không thực sự ổn định, còn Arsenal thì đã thắng 9 trên 10 trận đã đấu. Tỷ lệ của trận đấu này là hòa được thua. Dù đang có phong độ rất cao và có lợi thế sân nhà, nhưng Arsenal lại không được đánh giá cao hơn Liverpool. Có lẽ sau những bất ổn đầu mùa, The Kops đã bắt đầu chứng tỏ được đẳng cấp và trở lại cho cuộc đua vô địch. Thống kê đối đầu ủng hộ Liverpool, tuy nhiên với kèo chấp này thì người chơi nên lựa chọn đội chủ nhà Arsenal. Ở trận này tỷ lệ tài xỉu là 3 hòa. Phần lớn những trận cầu có sự góp mặt của Arsenal trong thời gian qua đều có tổng tỷ số ít nhất từ 3 bàn thắng. Cả Arsenal và Liverpool đều ưa thích lối chơi tấn công và có lẽ trận này sẽ là màn trình diễn mãn nhãn đến từ hai đội. Dự đoán của Thể thao Văn hóa, Arsenal vượt qua Liverpool với tỷ số 2-1.